Hôm nay chị em mình tiếp tục ráp cái đầm nha. Hôm nay là công đoạn cuối cùng của chiếc đầm. Cái cổ mình đã làm xong rồi ha. Bây giờ hôm nay chị em mình sẽ viền cái nắp, viền cái dây luôn. Trước khi mình viền thì mình sẽ lượt xuống nha. Mình lượt cái bèo này dính xuống, lượt hai cái bên bèo này dính xuống ha. Chị em mình may nó dính vào dòng nắp thôi chứ không có gì khó hết. Nó dư cái phần bèo này dư ra thì mình gọt bỏ. Đây mình gọt y vào dòng nách của mình luôn. Bên kia cũng vậy nha. Rồi mình lượt xuống rồi ha. Chị em mà lớn tuổi chút xíu ha, chị em lớn tuổi chút xíu mình may đồ bộ, mình mặc ở nhà, mình may áo dây thì cũng đẹp lắm nha. Nhưng mà chị em mình không cần gắn nơ, mình lớn tuổi mình không cần gắn nơ, chị em mình có thể gắn nút chuỗi hoặc chị em mình xài nút bọc á, mình đóng nút bằng vải luôn, mình đơn lên đây nè. Rồi nếu mà chị em thích mà may áo dây nhỏ thì may cái cọng dây nhỏ giống như cái đường may em sắp sửa may đây ha. Thì cái áo mình nó có cái sợi dây nhỏ như thế này. Còn chị em mình muốn may cái bảng to lên thì em sẽ hướng dẫn trong thời gian tới ha. Chị em mình may cái bảng dây y như vậy luôn nè, y như cái miếng mình may trên nẹp cổ mình nè. Mình ra vô mình làm cái dây lên, mình ra vô mình làm cái dây lên, cái áo mình nó sẽ đẹp nha. Còn mình muốn may dây nhỏ thì mình may, còn mình muốn may cái dây cho nó giống giống kiểu cỏ thì mình cứ làm y như cái sợi dây này, y như cái bảng cổ nè, mình ra lên. Rồi hôm nay em hướng dẫn làm dây nhí bình thường nha. Bây giờ chị em mình bắt đầu may mặt với mặt úp lại, mặt với mặt úp lại may ha. Thì chị em mình cũng may như thường lệ nè, cũng cái độ căng như thường lệ nha. Đặc biệt là hôm nay cái áo này là viền cái sợi dây chỗ vòng nách này thì chị em để ý một chút để mà mai mốt mình ứng dụng lên đồ bộ luôn. Rồi với lại cái lai áo nha, cái lai áo em hướng dẫn chị em mình may rất là dễ mà nó không bị nhăn, không bị vặn gì hết. Rồi cái đường nách mình cũng y như những cái đường áo viền khác ha, những cái cách viền khác ha. 6 phân. Phía dưới là 6 phân. Đây tổng cộng là hai dấu 6 phân thì cái miếng viền mình sẽ ít lại. Từ 5 đến 6, từ 5 đến 5,5, em xin lỗi nha, từ 5 đến 5,5. Chị em mình căng cái dải tùy theo cái độ dải nó giãn nhiều hay ít nha. Bây giờ cái đoạn dưới này nè là mình sẽ lấy 5 nè. Mà chị em nhớ nha, lúc mà mình đo là mình phải để dải nó bình thường nha, không được căng ra nha. Mình để dải nó bình thường 5 ha, còn ở trên đây thì mình lấy ít hơn một chút. Trên đây là mình lấy 5,3 đi. Là tại vì sao chỗ này nè nó cọm cứng lắm, nếu chị em mà cường kê nó, em sợ nó nhăn ở chỗ này nó không khéo nha. Tại cái này nó gần dòng nách, nó gần trên mặt tiền rồi. Mình lấy từ 5 hoặc 5,5. Rồi mình kê vô mình may luôn. Mặt với mặt úp lại. Rồi chị em mình để cái phía dưới bình thường nha, cái nắp mình để bình thường cho nó có cái độ tròn bình thường, không có được căng sạc ra như vậy nha. Chị em đừng có căng sạc ra như vậy nha. Mình để cho nó có cái độ cong tự nhiên. Rồi xong mình sẽ kéo cái đường viền của mình. Mình căng cái đường viền của mình nha. Rồi tiếp theo cũng y vậy. Đây cái khúc này là cái căng sợi khúc này nè, chị em mình dễ bị nhíu lại lắm này. Nè, dễ bị nhăn nhăn lại nè ha. Mình căng ở dưới ra nha. Cái đoạn đó mình phải căng ở dưới ra. Rồi mình căng cái lớp dải viền của mình ở trên. Nói chung chị em mình không đánh dấu như em á thì cứ căng thẳng tay là được, căng thẳng cái dải viền là được, căng vừa thẳng dải viền vừa thẳng chứ không phải là nhăn nha. Rồi mình căng vừa thẳng.
rồi mình may tới cái hết đường may này mình dừng, xong rồi chị em mình có thể may qua luôn. Nhưng mà cái đoạn dây này mình chừa lại để mình làm sợi dây nè. Thì cái này mình chừa bao nhiêu? Đây mình sẽ lấy cái rập hôm trước lại. Cái chỗ này chị em, các chị em mình nhớ ha. Hồi lúc đó là cái vai từ đây nè, đây qua đây là cái vai nè. Còn cái phần này là phần dúng nè. Cái phần này là mình trừ hao dúng cái thân áo mình nha. Đó, cái phần này là mình trừ hao mình dúng cái thân áo nè, đó. Rồi xong. Cái này là cái dây nè, mình có ghi nè, dây sau. Tại vì mình đem mình tính ra cái này nó tùm lum ha. Cái dây phía sau là 12 nè. Rồi cái dây phía trước mình cộng vô chung là tổng cộng nè, cái dây trước 15 nè, là tổng cộng là 27,5 nè. Tức là mình may xong cộng dây này 27,5 là ok nè. Chị em mình thích may cái cổ rộng thì chị em mình cắt trong cái thân áo sâu xuống nha, thì mình may cái dây nó dài hơn. Là tổng cộng cái dây của mình là 27,5. 27,5 thì chị em mình sẽ đo cộng dây này 27,5 thôi, đơn giản thôi ha, không có gì khó khăn hết. Đây mình đo bằng cái mí cổ của mình nha, ngay mí cổ của mình nè. Nè, ngay mí cổ của mình nè, mình đo 27,5. Đây chị em mình căng dây diện ra nha. Nè, cầm nè nha, để cầm dây thước ngay cái đầu kim mình nè. Mình ép chân dịch mình xuống. Xong chị em mình căng cái miếng vải này ra, căng cái miếng vải ra. Căng đừng có căng mà cho thẳng quá thì không phải nha. Thẳng ra vừa thôi. Đây, chị em đánh dấu 27,5. Tức là mình may xong cộng dây mình 27,5. Yeah. Rồi mình may qua ha. Như mình để thun lại nè, mình để giật lại bình thường nè. Mình để sợi dây nó tự nhiên nè. Nè, nó còn không tới 25 nữa nè. Rồi bắt đầu. Tới đây chị em mình có thể dừng cắt ra. Còn nếu chị em mình không dừng cũng được nha. Không dừng mình may xuyên qua luôn. Cắt ra cũng được nha. Cái này không có bắt buộc. Chị em mình may một đường xuyên qua luôn. Cắt chỉ ra mắt cong nó lụng dụng. Rồi mình vừa tới chấm dấu phấn. Mình để thân sau vô. Đây thân trước mình hiện tại. Cái cổ. Cái nách may lên cái cổ. Thì bây giờ cái thân sau mình sẽ cái cổ may xuống cái nách. Đây cái thân sau mình viền rồi nha. Đây. Rồi mình bắt đầu từ mí cổ mình may xuống. Mình hé chân dịch lên mình may để bằng mí cổ vô. Lại mối một mũi hai mũi nha. Cho nó vững chỗ đó. Rồi xong mình cũng như thường lệ mình viền qua. Chị em mình chú ý nha, cái canh dãy xuôi của mình đang bay là dãy xuôi nè. Tại vì mình cắt thân áo dãy xéo thì cái đường nghiêng, cái đường dãy xéo nó trở thành dãy xuôi, đường dãy xuôi nó trở thành dãy xéo. Bây giờ là đang cái đường mình đang sắp sửa mai tới là đường dãy xuôi nha, mình căng thẳng ra. Dãy xuôi thì phải căng thẳng ra, căng thẳng ra. Dãy viền mình vẫn căng như dòng nách trước nha. Rồi xong. Xong rồi bây giờ mình gọt lại. Mình coi chỗ nào nó chưa vừa ý mình gọt lại ha. Mình cứ gọt theo ý của mình. Ở trong mình chừa 3 ly thì 3 ly hết, hay là 4 ly thì 4 ly hết ha. Gọt cho đến tới bên kia luôn nha. Cái đường này tuy là mình may cái đường may bình thường nhưng mà mình cũng gọt cho nó thẳng để mình dựa theo đó, giống như mình làm thước đo vậy đó. Mình gọt qua tới bên kia luôn. Còn chị em nào mà may cái bảng dây này lớn lớn thì mình không cần gọt, tại chừng nữa mình gói vô trong luôn rồi. Còn cái sợi dây nhỏ thì mình phải gọt ha. Đầu mình gói vô mình viền giống như những cái đường viền thông thường của mình. Mình gói vô. Nếu chị em nào nhà may công nghiệp chuyên nghiệp thì chị em mình có cử viền thì chị em mình cứ viền bằng cử cũng được ha. Mình cố gắng viền làm sao khéo là được.
Cái cách viền thì em cứ hướng dẫn chị em mình hoài ha. Mình vẽ vô một đường tới đường may của mình, vẽ vô một cái lớp vải tới đường may, rồi mình phủ lớp vải may mình vô trong, mình gói lại hết, đừng có cho nó lòi ra. Mình gói lại hết, mình may bề mặt một đường. Giống như những cái áo trước nha. Đây chị em sẽ bỏ cái đường may này lọt vô trong luôn nè, cái đường may lúc nãy mình may không không ở ngoài nè. Cái đường chỉ này mình gói vô trong luôn. Cái đường chỉ may để mình làm cái tì để mà mình căng vô cho nó ngay mí nè, mình bẻ vô cho nó tới mí nè ha. Rồi mình gấp lại, mình gói lại. Chị em mình thích viền ren thì cái này mình viền xong cái dây rồi mình đắp ren lên cũng được nha. Cái phần thừa thì mình cắt đi luôn, cắt cho gọn vô. Rồi cái dây này mình viền tới hết thì thôi ha. Chị em mình muốn may cái bảng dây cổ vuông thì chị em mình cứ cắt y như vậy ha, rồi chị em mình may cái bảng cổ vuông lên, nhưng mà cắt như vậy, nhưng mà cắt cái vai lớn hơn nha. Cái vai này là chỉ có 38 ấy, 28 thôi, cái vai này 28. Nếu mình cắt cái cổ vuông thì mình sẽ cắt lớn hơn nha, cái vai mình phải cắt là hơn 28, có thể là 30 hay là 34 tùy ý mình ha. Chứ mình cắt 28 mình tra cái thẻ vô nữa thì cái cổ mình nó sẽ bị nhỏ. Chị em mình căng thẳng cái dây này ra rồi chị em mình tính làm sao may xong mà còn như lúc ban đầu là được nha. Lúc ban đầu của mình là 27,5 đó, mình may làm sao xong cái cọng dây mình còn 27,5 là được. Lỡ xê xích một phân không sao nha, lỡ may xong nó có giảm 28,5 không sao hết. Xong một bên nách ha, bên kia mình may y như bên đây nha, bên kia mình cũng may y như bên đây. Mình viền xong rồi ha, mình đo cho chị em xem nha. Đây mình đo từ cái mí cổ trước ra mí cổ sau của mình, đang bây giờ là nó 26, nhưng chị em mình mặc nó giãn ra là nó ra căng ra là nó 27,5, 28, 27,5 nè. Cho nên là mình đo mình tính trước nha, khi mà mình đo lúc nãy em hướng dẫn chị em đó, chị em cứ làm giống vậy là ok à. Rồi bây giờ cái phía bên kia mình viền y như phía bên đây. Bây giờ nhờ Phúc dừng máy nha, chị viền phía bên kia xong mình hãy tiếp tục. Rồi mình tiếp tục nha, em viền cái nắp rồi ha, viền cái dây rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình may, em đã ráp một bên đường sườn rồi nha. Còn một bên đường sườn thì mình cứ ráp bình thường ha. Bây giờ mình quay mặt với mặt úp lợi mình ráp. Mặt với mặt úp lợi ráp cái sườn. Bắt cái dưới này ráp lên nha. Chị em mình so hai mí bằng nhau. Cái vải xéo này mình so kỹ chút nha, đừng cho bên dùng bên thẳng ha, bên dùng bên thẳng nó lệch cái là nó nghiêng cái áo mình không đẹp nha. Chị em mình may quần cục á, may áo dây mà đồ bộ quần cục của mình á, chị em mình may vải xéo cũng rất là đẹp luôn. Mình so hai bên bằng nhau để cho nó êm nha, để cho nó tự nhiên cho nó êm. Rồi mình may. Rồi mình so tới ở trên ha, mình so tới trên nách luôn.
sao cho bằng nhau. Chị em mình may nương tay nha, không có căng giải ha, chị em để ý mình ha, cái có cái mình căng ở phía sau này rất là thẳng ha, rồi mình lại dịnh phía bên đây bên kia, còn đây không có nha, mình may tự nhiên nha, vải xéo thì mình may tự nhiên. Mai lên tới trên nắp luôn ha, lợi mối luôn nha. Rồi mình cắt ra. Cắt ra xong chị em mình lại chẻ hai cái đường mai này ra nha, chẻ hai đường mai cái đường sườn này ra. Rồi mình lấy kim mình lên máy mình đính cho nó dính xuống luôn. Đừng có cho nó lật bật. Mình để êm nha, để cho nó nằm đúng vị trí nó êm rồi thì mình chốt dính nó xuống. Rồi, xong ha. Đừng có cho nó lật bật. Chị em mình muốn may cho nó gọn cái vòng nách đẹp thì em có hướng dẫn rồi nha. Chị em vô mấy cái áo sát nách là em có hướng dẫn may không có cái đường tẻ này nè. Mình tẻ trước em có hướng dẫn rồi luôn nha. Cho nên chị em cứ để ý mấy cái áo sát nách em may, em có hướng dẫn cái này rồi. Bây giờ tới cái khâu lai nha. Cái lai áo là quan trọng nè. Cái lai áo này chị em có thể may giống như cái quần áo dài của em từng hướng dẫn chị em nha. Đây chị em có thể là may giống cái mai trôn lăng, giống như cái lai quần của quần ống xéo của mình. Có thể chị em mình may giống như là cái cách em may chân váy hôm trước em hướng dẫn nha. Rồi có thể chị em mình xe lai buông luôn, xe lai này buông bỏ luôn, không cần may. Rồi có thể chị em sẽ thiêu rô đê lên lai. Rồi có thể chị em không thiêu rô đê lên lai thì chị em may cái bèo xuống, may cái bèo xuống giống như cái bèo cổ mình vậy nè, mà may to hơn một chút nha. May cái bèo giống như vậy mình đặt lên cái lai mình bỏ xuống ha. Còn hôm nay thì em sẽ hướng dẫn chị em mình may cái lai bình thường, may lai lá hạ bình thường nha. Nhưng mà cái cách may không cho nó vặn vẹo, không có cho nó bị dảnh, bị chạy tùm lum nha. Thì nếu chị em muốn may cái lai cho nó dễ nhất thì chị em phải cần thêm phụ liệu nha, cần thêm một chút. Ở đây em sử dụng cái dây thần kỳ của mình nha. Cái dây thì này để làm nó mai nó chống bị dặn dẹo thôi chứ không có gì hết. Thì cái dây này ở chỗ này Phúc có nha, cho nên chị em cần xài chị em liên hệ với Phúc nha. Cái này chị em sẽ mai lên tà áo dài nè, hỗ trợ mai tà áo dài rất là ok, hỗ trợ mai lai quần áo dài, hỗ trợ mai lai đầm, các cái thứ loại lai áo, cả lai áo sơ mi mình mai vẫn đẹp nha. Cho nên là mình có cái dụng cụ như thế này, mình có thêm cái phụ liệu thì mình mai nó sẽ tốt hơn. Thì cái này sử dụng như thế nào mình hướng dẫn chị em mai, nó rất là dễ. Cái dây thì là cái hiện tại cái dây này là cái bảng nó rộng 3 phân. Nó rộng 3 phân thì chị em mình mua thì chị em mình có ý. Nếu như chị em chiên mai đầm thì chị em đo cái tùng của cái đầm mình thường là bao nhiêu. Ví dụ như mình thường mai cái đầm là tổng cái vòng lai đầm của mình 3m thì mình mua sợi dây này 3m. Còn ví dụ chị em mình chiên mai áo dài thì tổng cái tà áo dài mình 120-130 thì mình mua khoảng 130 hoặc 150 là được ha, 1,5m. Còn cái này thì em sẽ cắt 3m tại vì em sẽ thường xuyên mai cái đầm á, cái lai đầm ha, cho nên cắt riêng sẵn là 3m. Rồi chị em mình muốn sử dụng thì trước tiên chị em mình sẽ cắt bỏ cái bìa. Cắt bỏ cái bìa ha. Đây, cắt bỏ một sợi bên bìa nó dệt nè, người ta dệt sẵn ha, mình cắt bỏ cái bìa. Mình cứ cắt một sợi bìa bỏ ha, cắt một sợi bìa bỏ cho tới hết cái dây của mình luôn. Cắt ngay nha chị em, đừng cắt cong veo nha. Có cái đường, nó có cái đường chuẩn là mình cứ theo nó dễ lắm. Cái sợi dây này là mình xài hoài luôn nha, chứ nó không có bỏ nha. Lâu lắm mình mới bỏ. Xài xong rồi chị em mình xếp cắt, xếp để dành, chừng nào mình cần xài tới nó mình lôi ra mình xài tiếp. Chứ không phải là mình xài một lần nó hao vô một chút nha, không có. Mình xài xong rồi mình đem mình cuốn mình cất thôi.
mình may, thí dụ như mình thường may cái quần áo dài với cái tà áo dài thì chị em mua một một mét rưỡi là thoải mái rồi đó, 1,5 m là mình may dư rồi đó. Còn mình may lai đồ bộ, áo đồ bộ rồi với lại áo áo vạt ngang bình thường của mình ha, thì 1 m là dư rồi, hoặc 1,2 m, may cho mấy chị hơi béo xíu là 1,2 m. Mà em khuyên chị em nên may lố, mua lố một xíu để mà mình xài cho nó chắc ăn, để thôi thiếu thiếu cái nó khó. Cái này tại là em hướng dẫn thì nó mới lâu như vậy nha, chứ nếu mà may thì em cứ có cái dây sẵn thì em cứ đem lên em may thôi, tại vì em hướng dẫn chị em phải lấy cọng dây mới em xài đó, chứ lẽ ra là em lấy dây cũ em xài rồi. Chị em sẽ rút bỏ nha, đây chị em sẽ rút bỏ cái canh sợi xui nè, chị em nhìn nè, rõ ràng nè ha, có canh sợi xui nè, chị em rút bỏ, rút từng sợi nha, chị em rút từng sợi rút bỏ luôn, em rút nhanh nhanh nha, tại vì đợi sợi chị em chờ lâu. Chị em rút cái canh sợi này bỏ. Nó có một cái sợi chạy dài theo, mình cứ rút nó hoài. Rồi ha, rút một sợi rồi, chị em mình rút thêm sợi thứ hai nha. Rút tới chừng nào mà bằng cái lai áo của mình định may là mình dừng nha. Ở đây là nếu chị em mình định may cái lai 2 ly là chị em mình rút 2 sợi là được rồi ha. Còn em may cái lai đầm này là hơi lớn hơn, em rút nhiều hơn một chút nha. Rồi mình may xong là mình cất, chứ không phải mình rút như vậy không phải là nó hao bao nhiêu đây rồi nó hư nha, không có. Mình xài xong rồi mình dẹp vô, mai mốt mình lôi ra mình xài tiếp. Chừng nào mà xài rất rất nhiều lần thì nó mới tưa tải ra, thì mình mới bỏ cái khoảng này mình ra rút rút thêm vô trong, mình lấn vô trong thêm. Mà lâu lắm, xài này lâu lắm. Rồi mình lại rút thêm một sợi nữa nha. Đây mình rút thêm một sợi nữa nha. Rồi. Đây bây giờ nếu chị em mà định may cái lai áo của mình 3 ly 4 ly là ok rồi, nhưng mà em may lai cái lai lớn hơn một chút em cho một sợi nữa. Cho nên là chị em mình cứ tùy cơ nha. Rồi mình rút một sợi nữa. Cái sợi chỗ này nó rất là chắc chứ nó không phải nó không có bở đâu, cho nên chị em mình rút thoải mái. Rồi xong ha. Rồi cái bảng của mình rút xong rồi, đây nó như thế này. Mấy cái sợi dây nhỏ này thì mình bỏ nha, mình không xài nữa. Để dành mai mốt mình có sử dụng mà mình làm mấy cái bông hoa mình trang trí á. Mình trang trí mình cần mấy cái sợi dây thô đó, là mình lấy cái sợi đó đó, mình trang trí lên đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu may nha. Đây bắt đầu may thì dễ lắm luôn. Chị em mình sẽ đặt cái lai áo lên. Đặt cái lai áo lên ha. Quay bề mặt lên trên. Quay bề mặt lên trên, chẻ đường may này ra làm hai nha. Đang chừng nữa mình ủi nó ra làm hai. Rồi cái dây lúc nãy nè. Cái dây này thì phụ liệu thì người ta gọi là cái dây chống bay nha, tức là mình may nó không có vặn vẹo đó. Còn gọi là cái dây, có chị em thì gọi là dây thần thánh, nhưng mà mình thì cứ là cái dây thần kỳ, tại mình có thước thần kỳ rồi. Xong ha. Chị em mình so cho nó bằng mí giống như là đường viền mình vậy thôi à. Rồi xong chị em may. May một đường. Đây ha, chị em mình để cái thân áo mình, cái lai áo mình bình thường nè ha. Chị em mình để thẳng bình thường. Để thẳng bình thường, không cho giãn, không cho rút nha. Để bình thường chị em mình đặt cái dây lên. Rồi chị em mình may đừng có lấn lên mấy cái sợi mình chưa rút. May sát cái mí sợi. May đừng có lên cái mí mình chưa rút nha. Rồi chị em may một đường như vậy cho tới giáp vòng cái lai áo. Đây ha, chị em mới vô thì chị em làm chị em rất là sợ, sợ nó bung ha. Chị em sợ nó bung thì chị em ghim cái đầu lại, ghim cho nó dính lại. Vậy cho nên đừng có tét cái đầu ra nha. Còn nếu như chị em kỹ là may kỹ nhẹ nhẹ tay không sao hết nha. Bây giờ mình may cho đến hết cái lai. Nhưng mà chị em nhìn em may nha, mình hé chân dịch lên. Rồi
rồi chị em mình chỉnh cho nó ngay cái lai, đừng cho nó giãn, đừng cho nó rút ha. Rồi mình cứ đặt đặt cái dây mình may hoài tới. Chắc cha nó rối chỉ. Em chỉnh lại chút xíu nha. Rồi cái lai mình cứ để bình thường hoài ha, mình để nó bình thường mình may hoài tới ha. Mình để tự nhiên chứ mình đừng có căng nó nhiều, mà mình đừng có để nó nhăn nhiều. Đây cái đường may của mình đang may là vừa hết mấy cái đường xui xui của mình nè, mình vừa may tới cái đoạn ngang này ha. Rồi mình cứ như vậy mình may hết cái lai nha. Để em may thêm một chút nữa để em canh mấy cái đường xéo để chị em quan sát cho quen mắt nha. Đây cái thân áo mình để im, tại vì cái dải lụa này nó rất là mềm nha, nó dễ bị đảo, nó dễ bị xấu lắm, cho nên chị em kỹ một chút. Mình để cái thân áo tự nhiên. Cái tà áo dài cũng vậy nha chị em, mình cắt cái tà áo dài cho thật là ngay, gọt cho kỹ, rồi xong chị em mình sẽ kê theo cái miếng tà mình may nó nhanh, sẽ nhanh. Ở cái vải xéo là mình may hơi khó đó, chứ nếu mà cái vải xuôi vải ngang chị em mình may cực dễ luôn. Cái vải xéo thì tại mình phải cẩn thận một chút để thôi nó bị sạc ra sạc vô cái nó không đẹp. Chút xíu nữa là mình được nửa cái lai áo rồi nè. Cái này mấy bạn mới vô mai mấy bạn mai cũng đẹp nữa, cái lai cũng đẹp luôn, nó không có sợ nó xấu nha. Còn cái này mà nếu như chị em mà chưa có biết mai mà mai cái lai theo cái cách thủ công của mình đó, thì nó rất là cực cho chị em. Mấy chị em mà từng mai rồi thì xử lý được, chứ nếu mà mấy chị em mà mới vô nghề mà mai giống như cái lai quần trôn lăn của em hướng dẫn thì nó khó. Còn mai cách này thì dễ nha, cách này thì chị em mới vô mai lần đầu tiên vẫn đẹp. Rồi mình cứ may lần lượt cho tới hết cái lai áo của mình luôn à. Em định làm hôm nay em may xong cái này em sẽ ủi luôn, nhưng mà chắc là không kịp. Chắc em may xong cái lai chắc là nó hơi bị lâu rồi, thành ra chắc là cái này em tự ủi luôn nha. Cái này thì ủi cũng giống như mấy cái đồ bộ thông thường của mình á, chứ em cứ ủi bề trái trước, ủi chẻ hai mấy cái đường may trước ha. Rồi mình sẽ ủi lại bề mặt cho kỹ, tại vì cái áo dây thì cũng dễ ủi, mình ủi nó phẳng là được ha. Mình hơi nhẹ tay chút nha để bảo đảm cho nó an toàn. Còn chị em mình gịch mạnh tay quá cái nhiều khi nó lọt qua lọt lại nó không đẹp. Cái lai quần áo dài nếu mà có cái dây này chị em may rất là nhanh luôn, may cuốn vô luôn mà rất là nhanh luôn. Tại vì cái lai áo dài nó, cái quần áo dài á, cái lai của quần áo dài nó thẳng. Với lại bây giờ chị em mình đa số là may quần lụa mà là quần ống rộng đó, thì chị em mình nên nên có cái phụ liệu này để chị em mình may lai cho nó đẹp nha, nó không có bị tưa đường giáp sổ khi mình dẫm đạp lên á. Mình đi nhiều khi cái quần nó dài cái mình dẫm nó dính cái nó cũng bị tưa đường giáp sổ của mình á. Mình may cách này thì cái lai áo mình, cái lai áo mặc lai quần của mình nó không có đường giáp sổ, nó rất là gọn ghẽ.
mình may giáp lại luôn nha. Chị em mà xem thấy thấy mai hơi lâu thì chị em cứ tua qua cái đoạn này một chút, nhưng mà nếu như mà chị em có thời gian thì chị em nán lại chút xíu, tại vì thường là những cái đoạn đường mày mai dễ dễ như vậy thì em hay có nói thêm những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó để chị em mình nhớ mà thực hành luôn cho nó tốt à. Rồi mình mai giáp qua rồi ha, giáp bí qua rồi mình cắt ra, giáp qua khoảng chừng một phân rưỡi vậy ha, mình cắt ra. Rồi tiếp theo nữa là chị em dễ lắm, để em cắt cọng chỉ thừa đấy. Rồi ha, tiếp theo nữa dễ lắm, chị em mình cứ bẻ vô thôi. Nào đang bây giờ mình mai xong rồi ha, mình cứ bẻ vô. Đây mình bẻ mình gói vô. Đây chị em thấy không, bẻ nó có một cái đường giống như đường viền vậy đó. Rồi chị em mình, nếu như chị em mình may bề này thì chị em quay bề này lên may, còn nếu không chị em mình cứ quay bề dưới lên may vẫn được nha. Nếu chị em muốn may cho đẹp như em thì em quen ha, em quen là em cứ quay bề mặt em may, nhưng mà chị em nào chưa quen chị em cứ quay bề này lên may nha. Quay bề này lên may chị em mình nhớ là xiết đường chỉ trên vô một chút, xiết chỉ trên vô một chút để cho chỉ dưới nó đẹp. Mình muốn chỉ dưới đẹp thì mình xiết chỉ trên vô nha. Rồi mình sẽ may một đường trên mí. Rồi mình cứ xoay cho nó vừa sát, mình cứ may một đường trên mí nha. Mình cứ mai trên mí hoài tới. Mình mai trên mí thì cái bề mặt mình nó sẽ có một cái line bình thường, mình xiết chỉ trên vô chút xíu nó đang cho đường chỉ bề mặt nó đẹp nha. Rồi mình cứ bẻ lên như vậy, mình cứ mai hoài tới ha. Mình mai chừng nào mà giáp cái line của mình là xong. Chị em mình kéo cái lớp vải này cho nó thẳng. Đây ha, mình cứ kéo cái lớp vải mình cho nó thẳng, giống như mình viền áo vậy đó, mình kéo cho nó thẳng. Đây mình kéo giống như là mình đang viền vậy đó, mình giống như là mình đang viền cái cổ áo mình vậy đó ha, mình kéo cho nó sát vô. Đây chị em mình nè, nhìn ha, canh vải xéo nhưng mà nó thẳng tuyệt đối luôn, nó không có bị dặn dẹo nha, nó rất là đẹp luôn. Chút nữa em mai xong rồi em sẽ cho chị em mình xem cái hiệu quả nha. Chị em mình cứ chỉnh sửa cho nó vừa sát vô cái chân, vừa sát vô cái chân ha. Em cứ mai giống nhau thôi à, cái đoạn mới vô với cái đoạn giữa nó cũng giống y nhau nha, không có khác gì hết. Tại vì em để cái video cho nó hơi dài xíu, là một phút nó không có ngắt cái máy, không cắt cái máy sớm, là tại vì em muốn để cho chị em xem là rõ ràng là chính tay mình làm ha, chứ không phải là dừng lại. Nhiều khi dừng lại rồi chị em nghi ngờ, ừ không biết nó đang may rồi nó dừng lại nó sửa hay là có cái gì không á, thành ra là em mới để như vậy. Nếu chị em mà thấy nó bất tiện cho chị em thì chị em cứ tua nó qua, bỏ cái đoạn đó ha,
rồi mình cứ chỉnh sửa cho nó chính xác, rồi mình cứ may tới thôi. Mình may được nửa đường rồi, tại vì em may chậm nha. Nếu chị em mà may trong nghề thì chị em lên thì chị em may rất là nhanh, tại vì mình hướng dẫn thì mình làm chậm để cho mấy bạn mới vô nghề làm cũng được. Mình cứ may trên mí hoài luôn ha. Chị em nào mà nếu mà chị em muốn may cho nó chính xác nữa thì chị em mua chân vịt á, mua chân vịt 3 ly chị em canh vô thì chị em may nó tự động nó bẻ ngay ên nó luôn nha. Hoặc mua 5 ly thì mình mua chân vịt 5 ly luôn. Khi mà mình may lên là mình cứ có chân vịt luôn là may dễ. Còn đây là em hướng dẫn cái này là chỉ có cần cái sợi dây này thôi ha. Còn cái chân vịt là còn hoàn toàn xài chân vịt thường đó. Nếu chị em muốn dễ may nữa thì chị em mua chân vịt canh lề ly á. Chị em muốn may lai 4 ly thì mình mua chân vịt 4 ly, hay muốn may bao nhiêu ly thì mình mua chân vịt bao nhiêu ly. Chân vịt thì hút nó có đầy đủ nha. Chị em nào có cần thì cứ liên hệ với Phúc. Nó có cái chân vịt thì chị em kèm muốn cong nó cũng không cong được nữa. Kèm là tự động nó ngay băng luôn à, nó không có cong. Để tại vì nó có cái chỉnh, nó có cái chỉnh chính xác luôn, nó không có lệch đâu được hết. Bởi vì Phúc tối nó hay có tranh thủ được là nó đi may đồ lại, giờ nó hết ngán. Hồi đó nó la cong hoài nó ngán, bây giờ nó hết ngán nè. Thấy con trai giờ chứ may đồ cho mẹ luôn đó mấy chị. Có điều là mai cũng lúc mới đầu công công queo queo tùm lum à, giờ đỡ rồi, giờ mai im hơn rồi. Rồi mình mai giáp mí rồi ha, mình chồng qua khoảng tầm 2 phân 3 phân theo ý của mình cho nó chắc nha, rồi mình cắt chỉ ra. Tính đầu tiên ly cà phê của chị vậy chứ không sao. Rồi xong mình xé ra nha. Đây chị em cứ gỡ nó nè, gỡ nó ra thôi nè. Nắm gỡ nhẹ là nó ra, không có cần phải gì mà khó, chứ nó nhẹ tay lắm. Chị em mình cứ gỡ nhẹ là nó ra. Rồi cái đường này nó vẫn còn y cũ thì mình để mình sử dụng cho cái áo sau. Rồi mình cứ như vậy mình cuốn lại nha, chứ mình đừng có ẩu mà mình dục quan bên hoặc là mình xếp nó lại nó sẽ gãy nha, nó không đẹp, nó gãy mai vẫn được mà nó không đẹp. Đây mình làm xong, chị em làm xong rồi chị em cứ cuốn nó lại. Mình cứ cuốn nó lại để mà mình bảo quản á. Lần sau mình xài tiếp à. Để nó chị sợ dính chỉ với dụng của chị. Rồi, đây mình cuốn cho. Đây mình cứ cuốn như vậy thôi. Rồi chị em mình cuốn mà chị em mình bảo quản ha. Chị em mình muốn bảo quản cho nó bền ha. Thì chị em mình cuốn lại rồi chị em mình cắt một cái miếng giấy cứng. Cái miếng giấy cứng nó cao hơn cái này, nó cao hơn cái bảng này. Chị em mình quấn ở bên ngoài, chị em mình buộc dây thun lại, đặng cho đừng có cái gì đè lên đây nó cong cong queo queo mấy cái dây này của mình. Còn nếu mà mình có cái hộp hay cái chai gì mình bỏ vô thì ok rồi ha. Quấn giùm chị Phúc. Rồi bây giờ em sẽ khoe cái lai áo nha. Đây tuy là vải xéo, chị em mình nhìn nè, nó thẳng tuyệt đối luôn, nó không có dảnh dảnh gì hết trơn á. Nó rất là bền, nó rất là đẹp luôn, nói chung là nó đều rang luôn. Cho dù cái chiều xéo nào cũng vậy hết á, nó không có bị xe dặn tùm lum tà la nha. Đây. Rồi ha, chị em mình biết cái cách rồi ha, biết cái cách lên like rồi ha, rất là dễ luôn. Rồi là mình kết thúc video luôn. Chứ giờ cái này em tự ủi nha, tại cái này dễ ủi rồi. Cái cổ áo mình may xong rồi đây, cái dây xong rồi đây.